Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bật mí đầu mối không ai ngờ, từ Quảng Ninh dẫn đến cửa Phạm Minh Chính. Quảng Ninh là nơi nuôi lớn sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính. Sự kết nối của Phạm Minh Chính với bà Đào Nhất Đào bên Trung Quốc cho thấy sợi dây liên hệ với phương Bắc. Mối liên hệ đội lốt đầu tư, ẩn đằng sau nó là những liên kết tình báo. Tuy Phạm Minh Chính là kẻ thức thời, không chỉ bắt tay với tình báo bên Trung Quốc mà còn bắt tay với một cơ quan tình báo từ Trung Á. Tất cả những mưu đồ này được giấu rất kỹ. Tuy nhiên, dù giấu kỹ cỡ nào thì Phạm Minh Chính vẫn để lại dấu vết. Theo thông tin được biết, hiện nay tại Trung ương, Phạm Minh Chính muốn giật dây và để lấy chiếc ghế ông Tổng Bí Thư. Với con người như ông Chính, nếu không phản đòn trước thì có ngày ông Nguyễn Phú Trọng phải ôm hận. Chính vì thế mà người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lần mò đầu mối để diệt trừ hậu họa. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và bà Đào Nhất Đào. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2011, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều chuyển công tác ở Quảng Ninh, miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Phạm Minh Chính nắm Quảng Ninh từ năm 2011 đến năm 2015, mục tiêu là phát triển kinh tế vùng biển. Giai đoạn này, ông Chính đã thu hút đầu tư ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, đấy là thỏa thuận ngầm của Phạm Minh Chính với đối tác Phương Bắc và Sun Group để trao đổi đất lấy đầu tư. Thực tế, chẳng có doanh nghiệp nào cho dân Quảng Ninh cái gì. Giao hàng ngàn hectare đất không qua đấu giá. Đây là sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Chính phủ có dự thảo kết luận về việc thanh tra sai phạm trong thời kỳ ông Chính ở Quảng Ninh. Nhưng cuối cùng thì phần liên quan đến ông Chính phải bỏ ra ngoài kết luận. Thông tin cũng cho biết khi kết luận thanh tra, ông Chính là trưởng ban tổ chức trung ương đầy quyền lực. Và nếu quay lại dự thảo kết luận ban đầu ở Quảng Ninh sẽ rõ những sai phạm liên quan đến ông Chính nghiêm trọng như thế nào. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhìn ra Phạm Minh Chính là mối nguy thực sự. Người đứng đầu trong cơ quan thanh tra chính là Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Chính ông này đã gạt bỏ những sai phạm liên quan đến ông Phạm Minh Chính khi làm Bí thư Quảng Ninh. Sau đại hội lần thứ 13, Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng và kéo Lê Minh Khái theo như là thuộc hạ tin cậy. Theo tài liệu điều tra và thu thập được của các cơ quan liên quan, con số mà ông Chính lấy từ các doanh nghiệp nằm ở con số trung bình khoảng 30%. Từ khi lên làm Thủ tướng, ông Chính không gặp gỡ doanh nghiệp tràn lan, nhưng bởi ông có lựa chọn. Ai có thể ủng hộ ông an toàn và ủng hộ như thế nào thì mới là quan trọng. Lê Minh Khái là người sát cánh Phạm Minh Chính. Đây không phải là đầu mối dễ khui. Ông Trọng tìm đầu mối mà ông Chính để lại dấu vết tại tỉnh Quảng Ninh mà khui ra. Việc bắt cựu chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà đã thấy ông này nhiều tài sản cỡ như thế nào. Ông ta chính là hình ảnh của ông Chính là đầu mối rất quan trọng trong việc thực hiện các dự án ở Quảng Ninh có gắn kết với ông Chính. Đây là hình ảnh bắt Phạm Hồng Hà, mục đích là đánh vào Phạm Minh Chính. Vào năm 2014, ông Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiêm chức trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long. Trong khoảng 2 năm từ 2014 đến năm 2016, Vịnh Hạ Long dần được chỉnh đốn và đi vào khuôn khổ do ông Chính đã đặt ra. Đến năm 2020, ông Phạm Hồng Hà đã hạ cánh an toàn. Bề ngoài bao gồm công việc, thành tích và xin về nghỉ hưu, nghỉ ngơi thì như vậy. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là ông Hà chính là người nắm được những điều mà Phạm Minh Chính triển khai nơi đây. Những lệnh miệng không có văn bản chứng minh mà cơ quan điều tra không biết phải cậy từ đâu ra. Cũng không có cơ quan điều tra nào dám hỏi Phạm Minh Chính hay dám hỏi Lê Minh Khái. Vì thế mà Phạm Hồng Hà mới là đối tượng để ông Trọng đang hướng đến khai thác. Trong ba chân trụ ở tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng xem Phạm Minh Chính là nguy hiểm nhất và cuộc chiến đang được khơi dậy. Mục đích là cho nó cháy tràn lan để có thể táp vào nhà Phạm Minh Chính. Những bí mật về ông Phạm Minh Chính vẫn còn tiếp và mời các bạn sẽ tiếp tục đón xem ở phần sau. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin em trai Phạm Nhật Vượng ra tù quậy tưng bừng, liệu Nguyễn Thanh Phượng có liên quan hay không? Vụ án Mobifone mua AVG dính tới hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Thêm hai nhân vật quan trọng nữa cũng đã dính chàm, một người thoát nạn và một người thì vào tù. Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng thoát nạn thì được một đối tượng đứng tên là công ty kiểm định Amax thay mình. Vì bình thế và hình nhân thế mạng đó mà Nguyễn Thanh Phượng dường như đã thoát ngoạn mục. Còn em trai của Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ thì không may mắn đến như vậy. Ông Vũ đã phải cùng Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son đi vào tù. Đây là hình ảnh em trai Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Vũ. Chính vì thương vụ bất thành đến AVG bị Mobifone nhả về cho Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vũ bị tuyên án 3 năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2019. Phạm Nhật Vũ bị bắt từ ngày 13 tháng 3 năm 2019 thì đến ngày 13 tháng 4 năm 2022, Phạm Nhật Vũ đã mãn hạn tù. Chính trò bắt tay với quan chức, bày trò nâng khống để chia chác tiền ngân sách của nhà nước, đó là tiền của người dân Việt Nam, làm cho hai ông bộ trưởng vào tù. Này Phạm Nhật Vũ lại đem AVG ra thực hiện thương vụ mua bán mới. Nói đến AVG, người ta nghĩ ngay đến cái tên Phạm Nhật Vũ, em trai của Phạm Nhật Vượng. Hiện nay dư luận xã hội lại dậy sóng vì có đơn vị đã mua lại AVG của em trai ông Phạm Nhật Vượng. Trùng với thời điểm thông tin AVG đã được chuyển nhượng sang đối tác mới xuất hiện, công ty này bổ nhiệm ông Vũ Minh Chí làm tổng giám đốc AVG thay cho ông Mai Duy Long. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG mới đây đã thay đổi về người ngồi với chiếc ghế tổng giám đốc. Cụ thể là ông Vũ Minh Chí được bổ nhiệm làm tổng giám đốc AVG thay cho ông Mai Duy Long, đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Chí sinh năm 1973, hiện là giám đốc điều hành của Azim Group, công ty mẹ của Azim Telecom. Ông Vũ Minh Chí từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty công nghệ ở Việt Nam trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại AVG. Người đàn ông 49 tuổi này từng đại diện cho các công ty công nghệ toàn cầu tại Việt Nam như Yahoo, Sony, Ericsson, vân vân, và ngay cả Microsoft, sau đó là Nguyễn Hoàng Group và VNKey. Đây là hình ảnh AVG lại bị bán, nhưng chủ nhân thì ai, đó còn là bí mật. Đáng chú ý, động thái trên trùng hợp với thời gian trên truyền thông xuất hiện thông tin công ty AVG đã được chuyển nhượng sang đối tác mới. Mặc dù vậy, theo CT News, thương vụ mua bán này vẫn trong vòng bí mật, công ty chưa đưa thông tin chính thức ra bên ngoài. Cần nhắc lại, thương vụ AVG đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, chính thức cung cấp dịch vụ từ ngày 11 tháng 11 năm 2011 với thương hiệu truyền hình An Viên. Đến tháng 1 năm 2016, Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG và đổi tên dịch vụ truyền hình An Viên thành truyền hình MobiTV. Mobifone đã chi tới 8.890 tỷ đồng để mua 344 triệu cổ phiếu, tương đương với 95% của công ty AVG với mức giá mua xấp xỉ đạt 25.800 đồng mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên sau đó, thương vụ giữa Mobifone và AVG bất thành. Sau khi nhận trở lại dịch vụ truyền hình MobiTV, AVG đang có khoảng gần 1 triệu thuê bao truyền hình trả tiền. Bên cạnh đó, AVG cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng các kênh truyền hình địa phương và một số kênh xã hội hóa trên hai hệ thống truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Đây là hình ảnh cô Nguyễn Thanh Phượng, và liệu rằng cô ta có lại tham gia thương vụ này hay không là một câu hỏi. Mọi hoạt động mua bán khi đó cũng rất bí mật. Thậm chí những công văn trao đổi giữa Trương Minh Tuấn và Tô Lâm về thương vụ mua AVG khi đó cũng được đóng dấu mật ngay từ đầu. Cho đến khi công khai trao tay AVG giữa Phạm Nhật Vũ và Mobifone thì sự thật mới được phanh phui ra. Trong vụ mua bán trước, vai trò của Nguyễn Thanh Phượng là lập Amax để định giá khống AVG. Tuy nhiên lần này có Nguyễn Thanh Phượng trong vai trò định giá hay không cũng là một câu hỏi rất lớn. Được biết, từ khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mất hết quyền lực thì Nguyễn Thanh Phượng cũng ít ồn ào hơn trong các thương vụ kinh tế nhuốm màu sắc chính trị. Tuy nhiên, ẩn mình không có nghĩa là không tham gia làm với vai trò ẩn mình, và có thể họ có nhiều cách khác. Với vụ Mobifone mua AVG, Nguyễn Thanh Phượng cũng ẩn mình và bình an vô sự. Vậy thì tại sao không ẩn mình để đánh quả lần thứ hai?